Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giải bài tập số 10, viết hàm liệt kê cái giá trị nhỏ nhất trong mạng một chiều các số thực. Đấy. Thì mình sẽ nói rõ hơn về cái yêu cầu của bài toán thông qua một cái ví dụ đây. Ở đây mình sẽ đưa ra một cái ví dụ là một cái mạng gồm có 3 phần tử, đó là 100.5, trừ 4.67 và trừ 6. Đây là những cái số thực đúng không ạ? Thì các bạn có thể dễ dàng nhận ra được đây là giá trị nhỏ nhất là trừ 6 đúng không ạ? Đấy. Vậy thì với một cái mạng mà có rất nhiều phần tử, đấy, thì làm cách nào để tìm ra nhanh nhất cái phần tử mà nhỏ nhất? Đấy. Thì mình sẽ đưa ra một cái thuật toán như sau. Mình sẽ gán cái giá trị min này cho một cái phần tử, cho phần tử A0 này. Đấy. Tức là giá trị min này nó sẽ bằng cái A0 này, phần tử đầu tiên này. Và sau đó mình sẽ lấy cái phần tử A0 này đi so sánh với những cái phần tử còn lại của mạng. Nếu như nó lớn hơn cái phần tử còn lại của mạng ấy, những cái phần tử còn lại của mạng ấy, thì lúc đó cái giá trị min nó sẽ thay đổi. Và giá trị min này lúc này sẽ bằng cái giá trị mà cái bé hơn cái giá trị A0 ấy. Đấy. Và nó cứ làm như thế. Đấy. Nó sẽ kiểm tra lần lượt từ cái phần tử đầu tiên cho đến cái phần tử cuối cùng của mạng. Và vì thế nên nó sẽ tìm ra được cái giá trị min này. Rồi. Và mình sẽ đi vào dạy chi tiết code cho cái bài toán này. Thì đầu tiên mình cũng sẽ phải viết một số cái thư viện cần thiết cho việc giải toán. Ở đây thì mình sẽ dùng cái thư viện Studio, Corneo và Math.h. Đấy. Và mình sẽ phải định nghĩa một cái max với cái đồ rộng là sẽ là 100. Và mình sẽ sử dụng cái hàm nhập mạng và hàm xuất mạng. Đó. Hai cái hàm này thì nó rất quen thuộc trong cái phần mạng này, đúng không ạ? Trong cái trường mạng này thì cái phần nhập mạng và xuất mạng thì nó rất quen thuộc đúng không ạ? Đấy, nếu các bạn theo dõi những cái video lần trước của mình thì mình đã nói rất rõ về cái này đúng không ạ? Mình chỉ nói sơ qua về cái nhập mạng thôi ạ. Đấy. Các bạn sử dụng câu lệnh của to và sau đó sử dụng cái vòng lặp for để nhập từng cái phần tử của mạng. Tiếp tục với cái phần hàm xuất mạng. Xuất mạng thì mình cũng sử dụng cái vòng lặp for. Đấy. Rồi. Tiếp theo mình sẽ đi đến cái hàm lớn nhất đúng không ạ? Tìm cái phần tử nhỏ nhất đúng không ạ? Vì ở đây là kiểu thực đúng không ạ? Nên là ta sẽ sử dụng float. Mình sẽ gọi cái hàm đó, đặt tên cho cái hàm đó là nhỏ nhất. Và đây sẽ là A. Đây sẽ là xin lỗi các bạn, đây sẽ là float A. Này, đây sẽ là in n. Đấy. Rồi, trong cái hàm float này đấy thì chúng ta cần phải làm sao để in ra được cái, tìm ra được cái giá trị nhỏ nhất. Và như cái thuật toán ban đầu mình đã nói ấy, thì mình sẽ gán cái giá trị min, một cái giá trị min nữa. Đấy. Mình sẽ làm luôn. Đấy, float. Mình sẽ khai báo một cái giá trị min này. Và nó được gán bằng cái giá trị A0 của cái mạng A này. Và tính là bằng cái giá trị của cái phần tử đầu tiên của cái mạng A này. Và sau đó sẽ sử dụng một cái vòng lặp for. Và có cái biến chạy là y. Nó sẽ chạy từ 0 cho đến bé nữa, cho đến n trừ 1. Và tất nhiên là y cộng cộng đúng không ạ? Trong lập vòng lặp for này thì mình sẽ sử dụng thêm một cái câu lệnh if. Nếu như mà cái giá trị min này giá trị ai mà bé hơn cái min này, bé hơn cái giá trị min này, thì nó sẽ làm công việc như sau. Thì lúc đó sẽ cái giá trị min này hiện tại này thì nó sẽ gắn bằng cái giá trị AI
và sau đó sẽ trả về cái kết quả là min đúng không ạ? Đấy, tức là cái hàm mà hàm lớn nhất này thì nó sẽ trả về kết quả là cái biến min đúng không ạ? Rồi. Sau khi đã viết xong cái hàm tính cái giá trị nhỏ nhất của mạng thì mình sẽ đi vào cái hàm main. Ở trong hàm main này thì mình sẽ cần phải làm việc như sau. Đầu tiên mình sẽ cần phải khai báo n, tức là cái số phần tử của mạng ấy. Tiếp theo là cần phải khai báo cái a max ấy. Rồi, sau khi đã khai báo thì chúng ta phải gọi cái hàm mà nhập mạng và xuất mạng đúng không ạ? Đấy. Lời gọi hàm. Rồi. Mạng ở đây sẽ là a và nn. Xuất mạng. A n. Và đây sẽ là chấm phẩy đúng không ạ? Rồi. Sau đó mình sẽ phải khai báo một cái biến. Gọi là biến min. Rồi, sẽ bằng cái giá trị của cái hàm lớn nhất này ra về đấy sẽ bằng ln nhỏ nhất đúng không ạ? Đấy, nhỏ nhất a n. Rồi đấy, và sau đó sẽ in ra, dùng một cái câu lệnh print để in cái kết quả ra. Đây, giá trị nhỏ nhất của mạng là, đây sẽ là phần trăm f đúng không ạ? Muốn nó cho nó đẹp hơn thì đây sẽ mình sẽ đặt đẹp hơn. Rồi, và địa chỉ của nó sẽ là biến min. Đấy, và cuối cùng là get và return. Rồi, như vậy là mình đã viết xong cái hàm main và toàn bộ cái chương trình ở đây. Rồi mình sẽ chạy. Về là chương trình của ta không có lỗi đúng không ạ? Rồi, ví dụ ở đây mình nhập một cái mạng gồm có 3 phần tử. Tiên mình sẽ nhập -1.1. Đây sẽ là -10.1. Đúng không ạ? Rồi, như các bạn đã thấy, các bạn thấy thì đây nó in lỗi đúng không ạ? Thì vì sao như vậy thì mình sẽ chạy lại cho các bạn xem. Thử nhập với phần tử là 3. Và đây sẽ là -1, -2 và -7 chấm đấy, một số bất kỳ. Thì đây nó đã in ra cái số phần tử, những cái phần tử của mạng là -1 này, -2 này và -7.216 này. Thì nó rõ ràng ta có thể thấy là cái -7.216 đây là cái giá trị nhỏ nhất đúng không ạ? Thì nó đã in ra kết quả nhỏ nhất là 7.216 đúng không ạ? Đấy. Rồi. Mà vì sao lúc này là mình lại nhập cái này mà nó là sai? Bởi vì mình bấm cái ký tự nó không phải là số nên là nó sẽ cho kết quả sai đấy. Rồi, vì sao đây và một cái nữa, vì sao đây mình nhập là cái vi A2 này bằng -7.2163 nhưng ở đây nó lại in ra là -2.216. Thì như thế này là bởi vì ở đây mình định nghĩa cho nó là phần trăm 8.3, tức là sau cái dấu phẩy nó chỉ lấy 3 phần tử, 3 số, nên là nó sẽ là cái đấy, cái này nó chỉ lấy 3 số thôi ạ. Nó chỉ lấy 3 số ở đây sau cái dấu phẩy này. Rồi thì trên đây là cái bài mà chúng để tính cái giá trị nhỏ nhất trong cái mạng một chiều các số thực. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và xin hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.